để đời ít buồn. Sống ở đời, dù con tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của tất cả. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ, có ai đó ganh tị, ắt có kẻ sẽ coi con ra gì. Cuộc sống là như thế, con không thể làm hài lòng hết thảy. Đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Vì ai cũng có những nguyên tắc và sự tôn trọng riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau, nên chỉ cần một bản chính tốt là được. Bởi người đời ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt, tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu của mỗi người một cách. Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Và đại bàng không có tiếng vỗ của vũ vẫn tung cánh bay cao, đám cỏ không cần người chăm sóc cũng tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong suối núi sâu, dù ai dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Vậy nên làm việc không cần người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai cũng yêu mến, chỉ cần chân thành độ lượng. Một đời người thực ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đến đây rồi thì nên sống cho đẹp. Sống đẹp bây giờ là đẹp cho cả mai sau. Thân đau yếu là để dạy cho tâm biết vô thường. Thân thể đau yếu, bệnh tật là để tâm khởi lên sự chán ghét thế gian và có tác dụng làm sụp đổ các hy vọng. Tâm điên đảo, vọng tưởng, chạy theo đủ thứ suy nghĩ là để giúp cho chúng ta thấy rõ cái đam mê, cái tham ái vào bản ngã. Thân biết đổi là để dạy cho tâm bài học về vô thường, buông bỏ hí luận và mọi tham cầu. Thân đau yếu là để cho tâm chúng ta thấy rõ được những sự bất toàn nằm ngay ở đây. Việc tu là ngay từ thân mà đi vào, chứ không phải những vọng tưởng, hí luận cao xa, nói gió, nói mây, thiên đàng hay địa ngục. Tất cả đều nằm ở cái thân này. Quay về mà hiểu rõ cái thân đau yếu này như thế nào. Thân là để chỉ bày cho tâm biết pháp thực sự nằm ở đâu. Chúng ta lúc khỏe mạnh coi thường cái thân này mà để cho tâm phóng túng. Đến khi thân hoại thì tâm tán loạn vì không biết quay về, bám víu và xử lý cái gì, ở đâu và như thế nào. Khi khỏe mạnh, tâm có đủ thứ tham muốn, vọng tưởng. Khi đau yếu và bất an, tâm chỉ có một ước nguyện là thân thể này được khỏe mạnh và bình an. Tất cả mọi vọng tưởng, mơ ước cao xa và hão huyền lập tức tan biến. Thay vào đó chỉ có một mong muốn, ước nguyện, đó là khỏe mạnh. Vì thế, thân bệnh không phải là đau khổ mà là một liều thuốc đắng để thức tỉnh tâm thức. Ngay nơi thân này mà thận trọng, ngay nơi thân này mà giữ gìn và chú tâm, ngay nơi thân này mà an định quan sát. Mất sự hiểu biết những gì đang diễn ra nơi thân này, đó thực sự là một đáng tiếc trên con đường tu học. Tâm không hiểu rõ cái thân này, chính vì vậy đau đớn và khổ nhọc về thân thể là để tâm thức quay lại và hiểu biết rõ hơn về cái thân này. Thân có bệnh nhưng tâm thì không, bởi tâm hiểu rõ được bệnh từ đâu mà đến. Lo lắng, buồn đau, sợ hãi và giận hờn là liều thuốc độc cho tâm có nguồn gốc từ thân thể bất an. Nếu thấy rằng thân bất an là để cho tâm hiểu rõ vô thường, hiểu càng rõ thì sự buông bỏ, sự lìa xa các bám chấp càng dễ xảy ra. Các nỗi đau về thể xác là một phần hư hoại của cuộc sống. Nó xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra, tùy cơ mà ứng biến. Và cốt yếu là làm sao
cho tâm không loạn. Vì tâm không loạn cho nên được an ổn vậy. Học cách tích đức từ cuộc sống. Người xưa có điều rằng, có đức mặc sức mà ăn. Học được cách tích đức, tức là ta đã học được cách cải biên số phận của mình, mang lại phước lộc dồi dào. Vậy làm thế nào để tích đức ngay cả khi không có điều kiện vật chất? Và đây là 20 cách tích đức cải tạo vận mệnh mà ai cũng làm được. Thứ nhất, tích đức lời nói. Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng có thể chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Lời nói lạnh như băng, hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Lời nói phê bình người khác, trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. Thứ hai, tích đức từ việc giữ lễ tiết. Người có lễ tiết đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng, không ưng ý. Tích đức từ chung thủy. Phàm là vợ chồng nên sống chung thủy, không ngoại tình, không hãm hại hôn nhân của người khác. Nếu ta làm vậy thì về vậy sao bản thân ta và con cháu luôn bị người khác phản bội và phá hoại hạnh phúc của mình, rồi lại sẽ gặp quả báo đau khổ. Tích đức từ tính cách khiêm nhượng. Người xưa nói, người kiêu căng, ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch. Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi, buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ, không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình. Làm người trước là đừng khoa trương, tùy tiện, sau là đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút. Tích đức từ việc cứu người. Khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường nên đến giúp đỡ. Nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp quả báo. Nhìn thấy những cảnh đoạn hư lỡ thì chúng ta nên mở lòng bồi đường, đắp lộ để cho nhiều người đi qua lại được bình an. Tích đức từ việc hạn chế sát sinh. Sát sinh là tội ác thất đức trên đời nên buông dao xuống và nhớ rằng sinh mạng của chúng ta cũng giống như là chúng ta. Ăn đồ sát sinh nên nghĩ đến là khi cầm dao giết nó đã kêu lên thảm thiết và kêu đau đớn cầu xin chúng ta như thế nào. Nó chẳng khác gì chúng ta bị kẻ thù cầm dao cắt cổ rồi ăn xác chết của nó. Tích đức từ việc làm ăn lương thiện. Nếu kinh doanh mà làm ăn lừa đảo, trốn thuế, cân sai, ăn bớt, thay linh kiện kém, sản phẩm gây độc hại cho nhiều người, dùng âm mưu hãm hại đối thủ, bán xong cho tay, rồi mặc cho sự đau khổ của người khác, thì những việc làm thất đức của bản thân, về sau ta và con cháu của ta phải gánh chịu quả báo rất nặng. Làm ăn chân chính và tích đức thì có phúc lớn về sau. Tích đức từ việc thành thật với mọi người. Không thành thật sẽ khó tồn tại, người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tính làm gốc, coi trọng thành tính trong mọi mối quan hệ, dùng thành tính thu phục người khác sẽ dễ đạt được thành công. Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó, bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do tại sự giả dối của bản thân. Tích đức từ việc tôn trọng người khác. Đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất, cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý. Địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác. Tích đức từ thể diện cho người khác. Ở một số tình huống, việc không nể mặt là một thái độ vô lễ lớn nhất. Người phương Đông rất xem trọng thể diện, vì vậy ở bất cả thời điểm nào cũng nên dành cho người khác một lối thoát để giữ thể diện. Nhìn thấy rõ một người cũng đừng nên chỉ thẳng ra, hãy lựa lúc mà nói. Hãy nhớ đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác, bởi hậu quả của nó là khôn lường. Trong một tình huống, vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta đến đường cùng. Tích đức từ việc tín nhiệm người khác.
Người có tính đa nghi, trời sinh thì khó có người bạn chân thành. Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội để thành công. Và người xưa nói, đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người. Tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi. Cho người khác được lợi cũng chính là làm lợi cho mình. Thời điểm người khác cần bạn nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa. Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình. Tích đức từ việc hiểu người khác. Mọi người, ai cũng mong muốn người khác hiểu và thừa nhận mình. Hiểu người khác cũng chính là một cách đem lại lợi ích cho người khác. Tích đức từ việc giúp đỡ người khác. Ở vào một thời khắc quan trọng, ai mà không hy vọng có người trợ giúp mình, vì người khác sẽ luôn luôn chiến thắng vì mình. Lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu và nhớ kỹ. Khi giúp đỡ người khác cũng phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận. Tích đức từ việc biết cảm ơn người. Cảm ơn là một cách ca ngợi cuộc đời. Trong cuộc sống, lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến cho mọi người thân thiện với nhau hơn. Cảm ơn đối thủ là một cách thể hiện của người có chí khí. Tích đức từ đôi tay. Học cách ca ngợi, vỗ tay, tán thưởng người khác. Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người. Không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân. Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình, bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác. Tích đức từ lòng lương thiện. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục người khác, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Tích đức từ sự biết lắng nghe. Người xưa có câu, nhìn nhiều, nghe nhiều và ít nói. Người biết lắng nghe thường được lòng người khác, bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. Tích đức từ lòng khoan dung. Không thể không khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp. Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.